Thưa quý vị và các bạn, năm 2023 là năm bản lề có ý nghĩa rất quan trọng để Vĩnh Long tăng tốc và tạo đà phát triển cho 2 năm còn lại của nhiệm kỳ. Những kết quả đạt được trong năm này đã minh chứng cho quyết tâm, sự nỗ lực không ngừng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà vượt qua khó khăn, thách thức. Và từ những kết quả đạt được, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã công bố 10 sự kiện nổi bật trên địa bàn tỉnh trong năm 2023. Một, hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đánh giá trong nửa đầu nhiệm kỳ 2020-2025, cả hệ thống chính trị, nhân dân và doanh nghiệp đã quyết liệt thực hiện các giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, sớm phục hồi phát triển kinh tế xã hội sau dịch Covid-19. Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đề ra 8 nhiệm vụ giải pháp quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. 2. Khánh thành công trình cầu Mỹ Thuận 2 và đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ. Đây là hai trong số các dự án trọng điểm của ngành giao thông vận tải, có ý nghĩa rất quan trọng. Hai dự án này hoàn thành đưa vào sử dụng, nối liền tuyến đường cao tốc từ thành phố Hồ Chí Minh đi Cần Thơ, là trục đường huyết mạch kết nối giao thương từ các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long với thành phố Hồ Chí Minh. 3. Tổ chức thành công lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh giáo sư viện sĩ thiếu tướng anh hùng lao động Trần Đại Nghĩa, 13 tháng 9 năm 1913, 13 tháng 9 năm 2023. 4. Lĩnh vực nông nghiệp tiếp tục khẳng định là bệ đỡ vững chắc của nền kinh tế tỉnh nhà. Giá trị nông lâm và thủy sản tăng 3,08%, với giá trị tăng trưởng của khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản khu vực 1 đạt 15.084 tỷ đồng, tăng 3,08%. So với năm 2022. 5. Số xã nông thôn mới đạt nghị quyết đề ra trước 2 năm. Đến cuối năm 2023, toàn tỉnh có 74 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 86,21%, tăng 5 xã so với 2023, tăng 19 xã so với đầu nhiệm kỳ. Như vậy, số xã đạt chuẩn xã nông thôn mới đã thực hiện vượt chỉ tiêu nghị quyết đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ 11, chỉ tiêu đến năm 2025 đạt 74 xã. 6. Nhà gốm Tư Bui được xác lập kỷ lục ngôi nhà có kiến trúc ba gian hai trái truyền thống bằng gốm đỏ Vĩnh Long lớn nhất Việt Nam và được công nhận đạt top 10 thương hiệu uy tín xuất sắc toàn cầu. 7. Chuyển đổi số khẳng định vai trò quan trọng trong cải cách hành chính và phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Xếp hạng chuyển đổi số năm 2022 của tỉnh Vĩnh Long tăng 2 bậc so với năm 2021. An toàn thông tin đứng thứ 10 trên 63 tỉnh thành phố trong cả nước. 8. Sản xuất công nghiệp tỉnh Vĩnh Long năm 2023 sụt giảm sau một năm tăng trưởng mạnh. Năm 2022, ngành công nghiệp tỉnh phục hồi tốt sau dịch bệnh, đạt mức tăng trưởng khá cao, tăng 24,95% so với năm 2021. Sang năm 2023, chỉ số sản xuất công nghiệp tỉnh giảm 5,75% so với cùng kỳ năm 2022. 9. Thể thao thành tích cao tỉnh Vĩnh Long nỗ lực vượt qua thách thức, vươn tới đỉnh cao. Các đội tuyển thể thao tham dự thi đấu đạt 535 huy chương, 152 huy chương vàng, 165 huy chương bạc, 218 huy chương đồng, đạt 180% kế hoạch năm. 10. Du lịch Vĩnh Long phục hồi và phát triển. Du lịch Vĩnh Long tiếp tục phục hồi và phát triển mạnh trong năm 2023. Tổng lượt khách đến Vĩnh Long ước đạt hơn 1,4 triệu lượt, vượt 480.000 lượt theo kế hoạch, tăng 45% so năm 2022. Khách quốc tế ước đạt 26.500 lượt, tăng hơn 3,8 lần so với năm 2022. Doanh thu ước đạt hơn 670 tỷ, tăng 39% so năm 2022.